Xôn xao hình ảnh nhà sư ăn thịt chó Nguyễn Minh Phúc tốt nghiệp trường đại học hàng đầu, sự thật là gì? Sáng nay, ngày 2 tháng 4, trên mạng xã hội xôn xao về hình ảnh ông Nguyễn Minh Phúc còn được gọi với biệt danh nhà sư ăn thịt chó, mặc áo cử nhân tốt nghiệp tại trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo Vietnamnet, đại diện trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin này không chính xác. Ông Phúc đến chúc mừng lễ tốt nghiệp của một bạn sinh viên quen trong trường. Sau đó, ông đã thuê đồ của những người làm dịch vụ chụp ảnh và chụp ảnh trong sân trường. Những hình ảnh mặc áo tốt nghiệp của ông Phúc đã bị đăng lên mạng và bị nhầm lẫn là lễ tốt nghiệp của trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng thực tế là ông này còn chưa từng học ở trường. Khi phát hiện ra ông Phúc đang chụp ảnh trong sân, bảo vệ của trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng mời ra khỏi khu vực làm lễ của sinh viên. Trước đó, ông Nguyễn Minh Phúc từng xuất hiện trên YouTube khi mặc áo tu sĩ Phật giáo và có những phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam, xúc phạm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gây hậu quả nghiêm trọng, làm không ít Phật tử bức xúc. Theo báo VTC News, Ban Quản trị Giáo hội Phật giáo huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Ban Quản trị Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh về việc ông Phúc giả danh tu sĩ Phật giáo. Ngoài ra, ông Phúc cũng bị phát hiện sử dụng các giấy tờ quyết định giả mạo để tự xưng tu sĩ. Cho đến hiện tại, tất cả các video phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo, xuyên tạc Phật giáo của ông Nguyễn Minh Phúc đã phải tháo gỡ khỏi các trang YouTube.